Như vậy thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo một cái máy ảo mới và chúng ta cài đặt Windows 7. Cái này nó mô phỏng cái máy tính của mình, gần như là các bạn có hết mọi thứ ở đây. Các bạn sẽ tạo cho thầy một cái phiên bản, thì trong này nếu như các bạn để typical thì nó sẽ tự động nó tạo hết mọi thứ và chúng ta không biết ở bên trong có gì, thì chúng ta nên vào để custom. Cái phiên bản mà chúng ta xài, như nếu mà máy các bạn mà đang xài 15 nhưng mà các bạn muốn cài một cái máy ảo mà chép ra để cho những cái máy khác mà có cái phiên bản thấp hơn vẫn có thể cài được, vẫn có thể xài được, thì các bạn chọn cái phiên bản phù hợp với lại cái máy mà mình muốn chép đến á, ví dụ phiên bản 14, 13 gì đó thì tùy các bạn. Mình chọn ở đây là 15. Đó là phiên bản về cái máy mà mình tạo ra. Chỗ này thì nó hỏi là mình cài là dựa trên cái ổ CD thực, là máy tính của mình nó có CD thực. Có nhiều bạn á là có cái bộ cài Win là nó nằm trên đĩa CD thực nhé. Thì đây là máy ảo nhưng mà nó lại dùng cái ổ CD thực của máy thực mình, thì mình cài mình chọn đây. Hoặc là bạn cài từ cái file ISO. File ISO này là cái file mà bất kỳ một cái dữ liệu nào, một file, một thư mục, một ổ đĩa nào đó, mình tạo một cái file ảnh để mà mình bỏ vô cái máy ảo thì nó lưu với cái đuôi là ISO. Như vậy cái đuôi này thì ở đây thì nó có một số cái file mà thầy đã có, ví dụ như là file Win8 2K8, tức là Win Server 2008, hoặc là Win7 thầy cũng đã có đây, hoặc là WinXP, hoặc là Win208 ở đây cũng có luôn, Office 2013 vân vân. Rất là nhiều thứ mà khi mà chúng ta muốn giao tiếp với lại máy ảo thì chúng ta tạo ra cái file ISO. Còn tạo như thế nào thì lại một vấn đề khác. Bây giờ tạm chấp nhận là chúng ta có cái file ISO này rồi. Bây giờ các bạn tạo thì các bạn nên để là tí nữa tôi sẽ chọn phần mềm sau. Nên để như thế. Tại vì khi mà các bạn chọn ở đây thì nó hỏi là CDK rồi nhiều thứ lắm, mình sẽ rối. Bây giờ mình để là tí nữa tôi sẽ install với những cái phần mềm mới hệ điều hành sau. Bây giờ mình chọn, mình ý định là mình cài cái gì thì mình chọn hệ điều hành đó. Ví dụ như bạn cài Windows thì bạn chọn là Windows. Còn nếu mà bạn muốn cài Linux thì bạn chọn Linux. Hoặc là bạn cài Android thì bạn sẽ chọn là một cái hệ điều hành khác. Rồi mình chọn là Windows. Phiên bản mình sẽ cài là Win 7 64. Nó sẽ hỏi rằng cái tên máy của bạn đặt là gì và bạn sẽ lưu ở đâu. Ví dụ máy tính của mình sẽ chọn là mình chuẩn bị một cái thư mục ở trong ổ đĩa D. Ví dụ như thế, mình chọn thư mục là máy ảo. Ví dụ như vậy, thư mục máy ảo thì mình sẽ chọn ở đây, copy lại cái thư mục này, mình chọn trong ổ đĩa D thư mục máy ảo. Đấy, ổ đĩa D thư mục máy ảo nha. Rồi, như vậy trong thư mục máy ảo này nè, nếu như các bạn để như vậy á là nó sẽ cài tất cả mọi thứ lên thư mục này luôn. Như vậy mình rất là khó quản lý. Các bạn cho cái thư mục mà ở phía trên này, cái tên đây. Như vậy tí nữa nó sẽ cài vô đây cho mình. Chọn Net, Net luôn. Đây là kiểu firmware. Nó hỏi rằng máy tính của mình có mấy nhân và mấy CPU, và mỗi CPU là có mấy nhân. Như vậy tùy thuộc vào cái máy tính của bạn có bao nhiêu nhân. Nhưng mà thường mình xài máy ảo mình nên chọn 1-1 thôi, để cho nó sử dụng ít hơn cái mình có. Nếu như các bạn xài nhiều thì nó sẽ chia sẻ cái phần cứng của mình. Máy ảo nhưng mà xài phần cứng thực nhé. Máy ảo nhưng mà xài phần cứng thực. Nếu như trong máy ảo này các bạn xài nhiều thì cái máy thực của bạn nó bị chia sẻ ra, cho nên là chúng ta xài 1-1 là được rồi. Tương tự như vậy RAM
RAM của thầy tối đa là 12GB. Máy của thầy đặt 12GB. Nhưng mà nó khuyến nghị cho các bạn là bạn nên xài RAM là mấy GB đây? Nó khuyến nghị 2GB thôi. Nó recommend là 2GB. Đó, đây nè, cái mà recommend là 2GB nè, là nó khuyến nghị cho các bạn. Còn nếu bạn xài chơi chơi á thì xài 1GB, còn bình thường thì bạn xài 2GB. Tại vì nếu như là cái RAM của các bạn 12GB mà bạn cho nó full lên 6GB thì máy thực của bạn còn 6GB. Máy ảo 6GB thì máy thực còn 6GB, nhưng mà thực ra không đến. Lúc này máy thực ít lại thì máy thực mới chạy chậm. Mà máy thực chạy chậm thì cái phần mềm VMware này chạy chậm. Cho nên máy ảo bên trong của bạn RAM có lớn đi nữa thì cũng không thể nhanh được. Cho nên mình cho con số là nó khuyến nghị là được. Đúng rồi. Tức là bên trong chạy chậm tí, nhưng mà bên ngoài máy thực nó chạy nhanh, thì cái máy ảo nó chạy tương đối. Còn nếu mà mình lấy RAM của máy ảo lớn quá thì lúc này cái RAM của máy thực nó còn lại ít. Mà còn lại ít thì máy thực nó chạy chậm. Máy thực chạy chậm thì cái phần mềm VMware này nó chạy chậm. Mà nó chạy chậm, máy ảo của bạn RAM có lớn đi nữa cũng không thể nhanh được. Ok. Card mạng mình chọn kiểu gì? Card mạng ở đây, khi mà các bạn chọn là hot only là nó chỉ dùng nội bộ thôi, không thể ra mạng được. Còn nếu mà các bạn chọn brick hoặc là các bạn chọn NAT, chọn brick, thì khi mà các bạn cấu hình card mạng, nó sẽ lấy IP giống với IP mà máy thực đang lấy. Nó giống với cái IP này luôn. IP này có cái đâu rồi? IP này có cái địa chỉ bao nhiêu thì máy ảo của các bạn nó có địa chỉ bấy nhiêu, giống y chang với lại cái địa chỉ này luôn. 192.168.175 thì tí nữa máy ảo của các bạn nó lấy đúng 192.168.175, còn cái đuôi phía sau nó sẽ khác. Cái này là do modem nó cung cấp, thì ở đây nó lấy tự động. Thì khi mà các bạn chọn brick thì nó lấy địa chỉ giống như thế. Còn nếu như các bạn chọn NAT thì lúc này cái IP của bên trong nó sẽ phụ thuộc vào cái card NAT mà mình sẽ cấu hình, nhưng máy tính ảo của mình vẫn ra mạng được. Và lúc này cái IP nó sẽ phụ thuộc vào cái máy ảo, nhưng nó vẫn ra mạng được nhé. Rồi mình chọn brick đi. Tiếp tục. Còn ở đây là máy tính bạn không có card mạng. Cấu trúc của hệ thống vào ra sử dụng cái gì, mình chọn mặc định của nó. Ổ đĩa, nếu ổ đĩa ADR ha, ổ đĩa ADR, cái dây kết nối, dây kết nối không có luôn. Đây có rồi. Đây là dây kết nối máy tính theo cái dạng IED, đó, theo cái dạng cũ. Còn cái kết nối, nếu mà các bạn kết nối SSD thì nó sẽ kết nối theo cái dạng mới ha. SCSA thì kết nối theo dạng mới. Đây, kết nối theo dạng mới thì tốc độ nó sẽ khác, tốc độ đọc nó sẽ khác. Đây, được chưa? Đó. Như vậy tùy theo cái kết nối. Như vậy thường chúng ta sẽ chọn đây. Thực ra cái này nó cũng chẳng ảnh hưởng gì với cái máy ảo của mình, nhưng mà mình biết thôi. Tạo ổ cứng. Ổ cứng này nó sẽ là tạo ổ cứng ảo mới. Chú ý chỗ này giúp thầy. Cái này là sử dụng ổ cứng ảo đã tồn tại. Ví dụ như là một cái ổ cứng ảo mà bạn đã cài Win ở đâu đó rồi, bây giờ qua cái máy này bạn không muốn cài Win lại, bạn chép cái máy ảo vô cái máy ảo mà bạn mới tạo này,
là bạn có win luôn. Còn này là mình tạo mới. Cái dưới cùng, dùng ổ cứng thực làm ổ cứng ảo. Chú ý chỗ này. Nếu như bạn dùng ổ cứng thực và máy tính ảo thì trong máy ảo này bạn xóa dữ liệu là ổ thực mất luôn. Mất nha. Nó dùng ổ thực làm ổ cứng cho máy ảo. Rồi những bạn cầm điện thoại chú ý nha. Những cái này khi thầy hỏi lại là không biết là có vấn đề đó. Cho nên mình tạo máy mà tạo ổ cứng ảo mới. Ổ cứng ảo của mình chú ý chỗ này luôn. Máy tính của thầy có 500GB thôi. Nhưng khi mà thầy tạo cái ổ ảo này, thầy cho là 3T là 3000. 3000GB vẫn được. Lý do nó chỉ là ổ ảo. Giống như một cái bao mà ví dụ như cái thùng của bạn có 2 khối à. 2 mét khối nha, cái thùng có 2 mét khối. Và bạn bỏ vô cái bao 50 khối. Nhưng mà lúc đầu cái bao của bạn nó chưa có dữ liệu bên trong, bạn xếp lại thì bạn bỏ vô trong đó, ok luôn. Nó chỉ là một cái bao. Dung lượng của nó chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi. Rồi ok. Khi các bạn nhét đồ vào cái bao đó thì tối đa bạn nhét được bao nhiêu? 2 khối thôi, 2 mét khối. Bởi vì cái thùng của mình nó có tối đa có 2 khối thôi. Còn bạn bỏ vô cái bao 50 khối, 100 khối, 1000 khối, ok luôn. Cái này ảo thôi mà. Đó. Cho nên khi các bạn tạo, các bạn đừng có lo ngại đến việc là bạn tạo dung lượng bao nhiêu. Nó sẽ phụ thuộc vào ổ cứng thực của bạn còn bao nhiêu thì bạn sử dụng được bấy nhiêu. Đó, cho nên chỗ này bình thường mình tạo là 40GB, 50GB, 60GB, 500GB. Đó là chuyện của mình, không ảnh hưởng gì hết. Nó hỏi là cho phép cái dung lượng ổ cứng nè. Rồi ok. Có chia ổ đĩa nhỏ ra không? Hay là để một ổ cứng thôi? Chia ổ đĩa không phải. Chia này là chia cái file đó thôi. Ví dụ cái file của mình một khi mà mình chọn là một file thì cái ổ đĩa của mình chép đi nó sẽ dễ, là chỉ có một file duy nhất. Còn nếu mà bạn chọn cái space này thì cái ổ đĩa của mình nó chia ra nhiều file, lúc bạn chép đi bạn phải chép nhiều file theo. Còn bên trong ổ đĩa mình chia ra bao nhiêu ổ đĩa logic đó là chuyện khác. Net. Ổ đĩa đó lưu tên gì mình để mặc định luôn. Rồi nó cho mình lại biết nè, mình sẽ cài Win 7.64 nè, lưu ở trong ổ D máy ảo nè, với cái phiên bản là 15X nè. Cái tên mình lưu trữ, ổ cứng mình tạo là 40GB, RAM 2GB. Rồi tất cả mọi thứ có ok. Mình sẽ coi ở trong cái máy ảo của mình. Đây Win 7.64. Đó. Win 7.64 thông số, ổ đĩa ảo được tạo nè. Nếu mình muốn chép đi thì chép cái file này là đủ. Và file này hiện nay nó có 5MB. Mặc dù là mình đặt dung lượng của mình là 40GB, nhưng mà nó chỉ là một file thôi. Thì tí nữa mình cài đặt Win lên thì bắt đầu cái file này nó lớn dần. Mình chép dữ liệu vào thì file này nó lớn dần. Còn nếu mình chưa làm gì thì nó có 5MB. Nó chỉ là một cái bao thôi. Khi nào mình bỏ hàng vô thì bắt đầu nó lớn dần lên. Bây giờ ở chỗ này chúng ta sẽ edit Virtual Machine Setting. Ổ CD. Đây là bộ nhớ của mình 2GB, mình có thể tăng giảm. CPU mình có thể tăng giảm. Ổ cứng thì nó cố định rồi, mình có thể là cộng thêm trừ vân vân. Ổ CD lúc nãy nó để là dùng ổ vật lý. Bây giờ mình sẽ dùng file ISO. Mình sẽ cài Win 7. Lúc nãy thầy chép cái file đó ở đâu? Ở trong software của thầy. Trong máy ảo thầy sẽ share cho các bạn cái này. File ISO Windows và thầy chọn Win 7.
mở ra. Như vậy là mình đã có được cái ổ CD đảm bảo là được chèn cái file cài đặt vô rồi. Ok, lúc này mình mở máy lên. Mở máy lên thì quay trở lại cái phần tiếp theo của chúng ta, là chúng ta sẽ coi cái video hướng dẫn về cài đặt Win 7. Chỗ này chúng ta có thể mở rộng cái cửa sổ ra để chúng ta nhìn hết cái màn hình cho nó full. Còn ở đây là các bạn chọn là full screen nha. Còn chỗ này nó sẽ scale cái màn hình của mình, tại vì cái chỗ mà mình chừa cho cái việc cài đặt á nó nhỏ xíu à. Mà nếu như màn hình ở bên trong nó lớn á thì mình không thấy hết. Mình bấm vô đây nó sẽ tự động nó scale đủ ở chỗ này để cho mình nhìn. Còn nếu mà bấm vô đây là nó full màn hình luôn. Nó full màn hình. Đó. Rồi, nó khác nhau ở chỗ đó là như thế. Quá trình cài Win 7 thì các bạn có thể là xem thêm, tham khảo thêm cái video này. Ở trong này người ta cũng đã nói rất là kỹ rồi. Cho nên có thể là thầy sẽ không thêm phần này cũng được. Thì cài Win nó cũng không khó lắm đâu. Rồi những bạn nào có máy, các bạn tải VMware Workstation về. Các bạn sẽ cài cái VMware lên và chọn để mà tạo máy ảo giống như là thầy giới thiệu lúc nãy. Ổ đĩa của mình với dung lượng là 40GB thì chỗ này các bạn có thể sử dụng luôn cái dung lượng 40GB, hoặc là các bạn sẽ sửa lại cái format của mình để mà các bạn cài đặt, sửa lại để cài đặt. Còn không thì mình sử dụng cái ổ cứng cũ của mình để mình cài, không có cần phải làm gì hết. Được chưa? Lúc mà cài đặt thì các bạn sử dụng cài đặt theo cái ổ cứng cũ mà mình đã có. Còn chia đĩa, khi mà các bạn chia đĩa thì các bạn sẽ dùng một cái ứng dụng khác, hoặc là vào bên trong Win mình chia cũng được. Đấy. Chủ yếu là mình cài đặt được cái đã. Còn nếu mà chia thì các bạn vào bên trong các bạn sẽ chia. Được chưa? Như vậy thầy sẽ dừng ở đây. Rồi các bạn muốn xem cài đặt thì các bạn sẽ xem cái phần này giúp thầy. Đó, cài đặt Win.